Chào các bác, trên tay tôi là một sợi tiểu diệp từ đàn đỏ Ấn Độ, size 18 ly, vừa mới hoàn thiện xong, rất là đẹp. Sợi này 18 ly 13 hạt các bác nhé. Hàng tiện tay thủ công 100%, bên tôi là tiện tay, vất rất là nhiều sao và gỗ rất là già. Không biết là các bác có nhìn rõ không? Nhìn rõ cái sao của nó không các bác? Đó. Tiểu diệp từ đàn Ấn Độ. Tôi thì hiện tại cũng đang đeo một sợi 16 ly các bác, 16 ly. Càng cái gỗ này càng đeo nó càng bóng đẹp. Chất gỗ của nó thì khỏi phải bàn, rất là tuyệt vời. Rất là mịn. Gỗ cầm rất là sướng tay luôn. Sợi này 18 ly làm cho khách thì khách cũng khá là nặng đô các bác nhé, nặng cân. Người phải 80-90 cân thì đeo 18 ly nó mới hợp bác ạ. 13 hạt. Số 13 là rất là đẹp. Trong sinh não bệnh tử thì nó vào chữ sinh các bác. Trong vòng luân hồi đấy, sinh não bệnh tử thì vào chữ sinh. Rất là đẹp. 13 hạt một vòng. Cái này tôi xỏ dây rất là chắc các bác nhé. Dây tôi chập 4, chập 5 sợi tôi xỏ. Và dây là dây cao su, cho nên là nó không bị thấm nước, không bị mồ hôi. Đeo rất là chắc chắn. Và tôi có tặng dây cho anh ấy đeo. Có vấn đề gì đeo 1-2 năm mà sờn dây thì mới phải thay. Thay thì rất là đơn giản thôi. Tôi đã có clip hướng dẫn thay dây thôi. Các bác cứ chập 4, chập 5 lại cho các bác xỏ. Lấy cái chì, lấy cái dây đồng ở trong dây điện ấy, các bác kẹp xong rồi các bác xỏ xuyên qua nỗ rất là dễ dàng, rất là dễ xỏ. Xong các thắt dây căng lại rồi buộc thắt nút lại là được các bác nhé. Đây là thắt nút, là tôi thắt nút xong tôi kéo vào cái nỗ này, kéo cái dây, cái đầu nút vào cái nỗ, thế là không nhìn thấy cái đầu nút đâu nữa. Nó rất là đẹp, cái vòng rất là tròn trịa. Đây là một sợi 16 ly của một chị ở bên Bình Dương, gỗ xưa đỏ Quảng Bình. Thì cái vòng gỗ xưa này thì tôi đã giới thiệu rồi, thì nó chỉ có vài sợi hàng đẹp, hàng VIP, hàng chun sụn thôi, cao cấp thôi. Cho nên là các bác nhanh tay, các bác nào mà thiện chí lấy sản phẩm, mua sản phẩm của bên tôi thì các bác nhanh tay, cái đợt này nó có mấy sợi đẹp các bác, mấy sợi đẹp thì các bác nên sở hữu ngay những cái hàng như thế này. Hàng vân rất là đẹp, chun sụ kỳ đẹp luôn. Tôi chọn cho chị một sợi size 16 ly, chị tặng cho đối tác hoặc là cho chồng hoặc là cho người bạn của mình, cho nam. Vân cực kỳ đẹp luôn. Cảm ơn chị đã tin tưởng Mộc Hương Sốt. Chị nói một câu rất là sướng là chị cứ chọn cho chị cái đẹp nhất, đẹp nhất mà chú thích là được. Vì là chị cũng theo dõi tôi rất là lâu rồi, rất là nhiều thời gian rồi, và chị đặt niềm tin, tin tưởng vào tôi. Thì đợt này chắc là chị có dịp ủng hộ được một khung shop, thì chị mua đặt hàng cái vòng gỗ xưa này, gỗ xưa đỏ chun sụn này. Chỉ có đợt này thì thi thoảng nó mới có hàng này thôi, hàng đẹp này thôi. Vân của nó rất là đẹp, xưa Quảng Bình các bác nhé. Có hồ lô. Hàng này thì nó cũng không còn nhiều nữa các bạn ạ. Nó không còn nhiều nữa. Đây tôi thui cái đầu này đi cho nó không bị bong ra nữa. Thế là chắc chắn, thế là đẹp. Sỏ hồ lô và tết, tết hồ lô rất là đẹp. Đó, hôm nay tôi sẽ gửi cho chị. Rồi các bác nào mà có nhu cầu sản phẩm gì thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại bên tôi nhé, 0987863250 hoặc 0985233952. Hai số điện thoại đều có Zalo. Các bác cứ nhắn vào Zalo cho bên tôi. Các bác nhắn mà chưa thấy bên tôi trả lời thì các bác cứ gọi điện trực tiếp cho tôi cũng được, thì tôi sẽ vào Zalo trả lời cho các bác. Vì bên tôi là trực thì bên tôi chỉ có lúc trực thì trong giờ từ 8 giờ cho đến 12 giờ hoặc là tầm trưa thì bên tôi nghỉ một chút thôi. Nhiều bác là được nghỉ trưa thì các bác mới có thời gian rảnh nhắn tin, thì tôi lại không